gì? Đây là đây. Đây là không biết. Trông trông cựa. Đây một con gà này. Đây cựa dài gà già. Không dài. Cựa dài. Dài thì cựa. Bịt thôi. Bịt cựa lại thôi. Đấy. Quay đâu này lên. Cháu yếu đấy nhỉ. Mày nè. Mày nè. Mày nè. Mày. Quay đầu đây. Đau lắm. Đau lắm à. Đau lắm à. Chơi bẩn, chơi phải đàng hoàng nhá. Này, tao sẽ cho mày một con gà thừa đấy. Thèm. Thèm không thèm nhá. Con đấy tao thề mày tao gõ phát đứt. Này. Đâu gà thừa đâu? Gà thừa của tao đấy. Đấy, cho em con này. Con đấy tao gõ phát chết. Đó. Nào. Đây. Rồi, đây. Một vải. Cấp mốc. Đấy là tuột, anh chắc mạnh quá nó tuột rồi. Rồi được. Chứ mày em thả. Rồi nhá, lại bảo tao chơi bời. Mày em bưởi. Nào. Chơi thực tế đàng hoàng. Nào. Ngó ngó cái gì mà ngó ngó. Cúi đầu xuống. Cá ăn được, cá ăn được. Cá ăn cứt đấy. Không có cá ăn chưa đây. Vừa có 15 phút. Cá ăn rồi. Không. Giờ ăn thử chứ. Ăn thử chứ. Không phải thử. Không. Thử cũng phải gõ một cái nữa. Nào. Hả? Hả? Để anh sang đây. Đó. Hả? Ây. Ây da. Mày. Không. Thử về vụ này. Không. Không. Đây, đây. Rồi anh vụ đi đâu không? Thua rồi chịu, thua rồi chịu đó. Ăn gì? Thua ăn rồi. Ăn cứt. Lâu lắm rồi. Đây, chơi tiếp. Em một con. Hả? Nào. Hay là... Chơi tạo... đâu? Hay là chuyển chỗ đây nhỉ? Ừ. Chỗ này em nghe chẳng cần thi chứ nào. Không phải chỗ này cả thi đấy, nhưng mà anh em mình lại ngồi nói chuyện to quá. Không biết là có được không? Em, chuyển lên đầu nguồn cơ. Đầu ngọn ấy. Nhờ. Không, cứ để đấy. Thôi, để chuyển lên đầu ngọn ấy. Hả? Chuyển lên đầu ngọn. Ê, để... chuyển lên. Chuyển không chơi nữa đâu. Chuyển tiếp. Ờ. Chuyển. Chuyển tiếp. Cứ được rồi, thăm. Mắc đá rồi. Hả? Mắc đá. Kéo mắc đá thế. Ui giời ơi, kéo đứt dây. Mẹ mắc đá rồi mà, nặng lắm. Đây, mắc rồi. Mắc đâu đấy? Mắc rồi. À, ui, 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 anh em mình à, ui, đánh chân của mình được cái máy rồi, ui, dãy à, dãy à, dãy thế nào được cái lông này, cái lông này nó to quá, ui, 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 ui là, ui là khỏe lắm, ui già, ui già, ui già, ui, quá khủng luôn, ui, con này to đấy nhỉ, không phải là thật sự nhá, từ từ từ, cái điện thoại đâu rồi, to mập hú này, dài rồi. Dài kinh điển. À. Vừa có 28 phút nha mọi người nhá, đúng 28 phút nhá. Đây. Mọi người thấy thấy kia chưa? 28 nhá. Đó, đấy nó. Là, con cá này là con cá. Chơi hay cá nheo hay cá lăng? Ui ui ui. Đây này, cái lồng của mình khi nó sập xuống như thế này là cái khóa này nó sẽ vào đây và cá nó sẽ không ra được nhá. Ui đúng cũng bọn ăn tạp này. Ủa đấy nhỉ? Ui. Ui hay là cái môn này của mình kích thích nhỉ? À. Ui. Đó đi. Ui. Đó đi. Ui. Ai. Wow. Ui đi đâu?
Bơi đi đâu? Nào. Con nha. Nào im. Nhưng mà nó đánh phát của anh phát rồi. Anh à, rất là khỏe. Đi em cầm chữ ra. Hả? Cầm chữ này. Đây. Cầm phải cầm thế này. À, à, đi chuột á, đi chuột á. Cầm phải cầm thế này nó mới cầm được. Ui cha. Chắc con này là thợ lâu lắm rồi, dính tích nhiều lắm rồi đấy. Ở đâu là mình hay bị người ta kích. Quá khiếp luôn, dài chưa? Mọi người thấy kia chưa? Kinh điển chưa? Con này phải đến 5 cân mất. Con này phải 10 cân. Thật sự là mình không ngờ được luôn nhá. Mình nói từ luôn từ lúc nãy là mình không cắt video không kia và không... Đây đây, phải cho mọi người xem lại một lần nữa lại không... Em chả bây giờ nghĩ được con này đâu, chỉ nghĩ được con cá rô thôi. Đây. Đây nhá. Không có gì nhá. Nobody nhá, đây. Tất cả mọi khung cảnh xung quanh đây này. Đây. Thấy chưa? Mình không nghĩ là... Đây. Mình không nghĩ là được con cá này đâu. Con này có tai này. Con này làm dâu nhỉ. Đấy. Ôi chà chà. Mình không nghĩ là được con cá này luôn ấy. Kinh khủng thật đấy. Trời ơi. Ui anh ơi. Ui. Mang con này bị mù một mắt. Mang về đây. Nướng luôn. Nướng luôn. Mang về. Nướng luôn. Lên đây nướng luôn. À, video này sẽ hơi dài một chút để cho cái tính chân thực của video nó chuẩn nhất nhá mọi người nhá. Mình sẽ để thật là dài luôn. Đấy. Wow. Con này chắc nết luôn này, chắc dài lắm. Không thể ngờ luôn nhá. Đi, nướng. Đi. Đấy, cầm lồng đi. Úi trời ơi, anh em mình quá đỉnh luôn. À, sẽ nướng riêng mẻ với lại... sẽ dùng cái lò hôm nọ nhé mọi người nhé. Nướng theo kiểu cổ truyền ngày xưa ấy. Nhưng mà ngày xưa là cắt khúc ra và bỏ vào lá chuối xong vùi vào bếp than ấy. Còn hôm nay anh em mình chơi cả con luôn. Cho nó máu. Chơi cả con vùi lá chuối xong rồi vùi than xuống, vùi vào than. Chơi lớn hả anh ạ? Đấy, thật là bất ngờ và là thật là tình cờ vì mới bắt được con cá này, đúng là. May mà hôm nay là mình thì bảo là đấy, ngồi chơi gà cùng, chọi gà cùng Mao đệ đấy. Chứ không lại bảo anh em mình là... Đây. Đấy, nít vào à, nít vào. Mày lấy con dao mày. Đây. Đấy. Ui. Không. Mày lấy con dao, mày cứa. À đâu? Cứa cả. Lấy cái này ôp vào. Đó, ôp vào phát đã. Ôp vào phát. Đấy. Cho một lớp than xuống trước anh em mọi người nhá. Rồi. Củi nhặt nhặt ra củi ra. Xong rồi bắt đầu cho cá vào. Ta bắt đầu lớp than lên bên lớp trên. Lớp này. Bắt đi đây. Cua nhau. Ok. Nào, lấy cá xuống. Ây da, bằng như kiểu sắp lớp Ai Cập à. Ui, nhìn nó dài nhờ. Đó, chết dài kinh củ. Anh cây thêm không? Dắt thêm không? Dắt thêm một hàng nữa, đấy. À được, vẫn được, vẫn được. Ok. Xà, hơi đỉnh đấy mọi người. Quả này à, anh em mình không biết là có thành công hay không. Không thành công thì cũng thành nhân. Gọi là hôm nay bắt được con cá này gọi là thành công ngoài sức tưởng tượng rồi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Xuống đây. Quả này chỉ đợi nó chín thôi là chén. Đấy. Làm cái món này nhàn đấy nhỉ? Quá nhàn luôn. Ok. 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 Đấy, bây giờ chỉ đợi thôi nhá. Than rất là nóng nhá mọi người nhá. Nó đỏ dần là tí nó tàn à. Gió nó tàn là anh em mình sẽ khui hàng thôi. Vứt đây đi. Lượn. Ê. Chúng đặt bẫy tiếp, bẫy cá tiếp. Wow. Ui, thơm này anh ơi. Nghe có chắc vẻ chắn là chín rồi đấy. Nghe có vẻ khá là hấp dẫn đấy mọi người ạ. Xà. Bây giờ thế này nhá. Ngon lắm. Giờ cầm được. Cầm hai cái thanh sắt. Tao sợ là không nhấc được nó lên đấy, nó đứt đấy. Không đứt đâu. Mùi khét khét cơ.
em cũng thấy mùi khét khét mà. Lúc nãy em bảo anh thức sớm mới không nghe. Nó chưa không chín. Đó. Ui dồi, ui dồi. Chắc không cháy đâu. Muốn ngon đấy. Ai bảo không chín. Bước ra đây. Nào nào, tránh tránh. Nhiều kênh cố quan tài anh nhỉ. Vai. Cắt để kéo à. Ai, bây giờ bắt đầu à khui hàng nha mọi người nhá. Ui trời. Ui tuyệt vời quá. Đỉnh nhá anh ạ. Ui đỉnh cao. Đỉnh cao. Trời ơi. Ui. Thấy gì chưa? Nào. Ai bảo không ngon cứ vào đây. Bới hết vào đây. Đỉnh cao. Đỉnh cao. Ui đây. Chà chà, bây giờ làm sao cho ra mâm hợp lý được là ok nhá. Nhìn tí à. Là chú cháy rồi. Ui. Hết giờ luôn. Lắm luôn ạ. Nào. Mày cây mâm đi. Đây để em cây mâm à. Ui. Cây cả lá chuối này luôn. Hết sức. Ui nóng. Nhanh. Ui giời. Cả chơi đúng tôi là cống rồi.